Chào các bạn thân mến. Hiện mình đang ở trên quốc lộ 30 nha. Hướng tay phải mình thì về thành phố Cao Lãnh, còn hướng tay trái của mình là về thành phố Hồng Ngự nha. Và trước mặt chúng ta là chùa Hoa Lâm. Thì chùa Hoa Lâm tọa lạc trên quốc lộ 30 thuộc phường 11 thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Và sáng hôm nay chị em chúng mình viếng chùa Hoa Lâm nha. Mời các bạn cùng theo dõi. Thì đoàn của chúng mình xuất phát từ ngã năm Vàm Cống, Lấp Vò và theo đường cao tốc qua cầu Cao Lãnh và đến thành phố Cao Lãnh và theo quốc lộ 30. Đến đây là điểm tham quan đầu tiên của đoàn trong ngày hôm nay. Và bây giờ chị em đứng trước tượng Phật Quan Âm để cầu nguyện. Thì hôm nay chị em tổ chức chuyến hành hương tham quan một ngày, xuất phát từ Lấp Vò đến Cao Lãnh và điểm cuối là đến thành phố Hồng Ngự. Thì trong cái hành trình một ngày này thì đoàn sẽ ghé rất là nhiều điểm chùa và khu du lịch. Mời các bạn theo dõi hành trình trong một ngày này của chị em chúng tôi nhé. Thì chùa Hoa Lâm thì mình cũng có đến viếng một lần rồi và đây là lần thứ hai. Thì mình cũng xin phép qua những cái thông tin trên các trang mạng về chùa Hoa Lâm, thì mình cũng xin cung cấp thêm về lịch sử, đôi nét về lịch sử của chùa cũng như là về việc đúc tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng ha. Thì lịch sử của chùa thì chùa Hoa Lâm do Tổ sư Thiện Hưng khai sơn vào khoảng đầu thế kỷ 20. Thời kỳ đầu chùa chỉ là mái lá đơn sơ thôi các bạn. Nhưng mà vì là đáp ứng cái tâm nguyện của người dân ở trong vùng để đi lễ Phật tụng kinh, tu nhân hướng thiện, thì nên là trải qua 4 đời trụ trì. Thì vào thập niên 70, cố hòa thượng Thích Huệ Liễn tiếp quản trụ trì và tiếp tục xây dựng trùng tu ngôi Tam Bảo. Sau đó thì các đời trụ trì tiếp tục xây dựng trùng tu mới được diện mạo như ngày hôm nay. Các bạn thấy sân chùa rất là rộng ha. Và phía bên tay phải rất là hoành tráng luôn các bạn. Rất là hoành tráng luôn. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Vô Lượng Thọ Vô Lượng Công Đức Như Lai. Đó. Cái phía bên tay phải này sân cũng rất là rộng luôn các bạn. Và những tượng Phật màu vàng giữa bầu trời trong xanh rất là nổi bật ha, làm cho du khách đến viếng chùa cúng Phật và được tận hưởng một cái không gian vô cùng là ấm áp và hoành tráng. Chùa thì cái màu chủ đạo là cái màu nâu truyền thống nổi bật lên giữa bầu trời xanh. Thì phía sau chùa thì các bạn thấy cánh đồng xanh mênh mông luôn. Và phía sau còn rộng lắm nha các bạn, thì cũng đang tiếp tục xây dựng rất là nhiều cái hạng mục ở phía sau nữa. Khi hôm mà mình ghé lần đầu tiên đó, thì cái chỗ này cũng chưa có hoàn chỉnh như bây giờ các bạn. Bây giờ thì mình ghé mình thấy là hoàn chỉnh hết rồi đó. Thì mình cũng thông tin thêm về việc đúc tượng Phật. Thì vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, Đại Đức Thích Tâm Hoa, trụ trì chùa Hoa Liên hiện tại bây giờ đó các bạn, tác bạch thỉnh sư cung kính đảnh lễ chư tôn Đức Phật Hòa Thượng Chứng Minh Quang Lâm, cử hành lễ sái tịnh và cầu nguyện cho việc đúc đồng tạo tượng Đức Phật Bổn Sư được thành tựu viên mãn. Và theo Đại Đức cho biết thì tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 5 mét, có trọng lượng là 900 kg bằng đồng nha các bạn.
900 kg đồng. Sau khi đúc xong sẽ được các nghệ nhân tại Hà Nội tiếp tục làm nguội cho đến khi di chuyển đến tôn trí tại chánh điện đó. Và bây giờ các chị lên lầu, lên chánh điện để cúng Phật, cúng dường và chiêm ngưỡng bức tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được đúc bằng đồng rất là lớn luôn, và sơn ở ngoài là bằng vàng nha các bạn, ở ngoài là bằng vàng luôn, lấp lánh luôn, rất là đẹp. Bởi vì lúc đó mình đến là đã có tượng Phật rồi ha, đã có tượng Phật rồi, mới vừa xong đó các bạn. Thì mình hay tin thì mình đến là tham quan cách đây cũng 2 năm rồi. Và cũng được biết là chùa Hoa Lâm khởi công đặt đá trùng tu chánh điện vào cuối năm 2019. Thì trải qua gần 3 năm thi công, thì hiện nay ngôi chánh điện đã hoàn thành để chư tăng Phật tử có nơi tụng kinh, sám lễ, sinh hoạt, tu học. Đó, và các bạn bây giờ là các chị lên lầu và vào chánh điện nha. Đó, đứng trên lầu cao nhìn xuống xung quanh rất là mát mẻ luôn. Đó, xung quanh gió lồng lộng luôn các bạn. Và hôm nay thời tiết rất là tốt nha. Trời trong trẻo mát chịu, không có quá nóng các bạn. Vào buổi sáng mà các bạn đi chùa lễ Phật là rất là phù hợp các bạn. Khí trời mát mẻ ha. Rồi các bạn nhìn thấy quang cảnh đó, chùa rất là trang nghiêm và rất là đẹp. Vệ sinh sạch sẽ lắm. Xung quanh là các bạn nhìn thấy khối kiến trúc đi. Rất là hiện đại ha. Sơn son thép vàng. Các bạn nhìn thấy chánh điện đi. Gạch bóng lón luôn ha, rộng rãi. Và tượng Phật rất là cao. 5 mét và nặng có trọng lượng là 900 kg đồng đó các bạn. Thì mình cũng có nghe đọc các cái thông tin đó, thì quá trình mà đúc tượng đồng này rất là công phu luôn các bạn. Bây giờ chị em vào cúng Phật, cúng dường, rồi tham quan cảnh trí của chùa. Và đây là điểm đầu tiên mà đoàn đến nha, trong cái chuyến hành hương tham quan này nha các bạn. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ đến tham quan chùa Thiên Quang ở thành phố Hồng Ngự, rồi thiền viện Trúc Lâm ở thành phố Hồng Ngự, ở Hồng Ngự đó. Rồi tham quan khu du lịch sinh thái Tiên Định đó. Trải nghiệm chợ xưa ở đây đó. Và đây là điểm đầu tiên mà chị em mình ghé. Thì cũng là cái duyên nên chị em tình cờ là gặp nhau trong chuyến tham quan hành hương đầu dịp đầu năm ha, xuân về Tết đến, không khí mùa xuân. Và chị em muốn đi lễ Phật, muốn hành hương tham quan ở Cao Lãnh và Hồng Ngự. Thì mình là ở, chị em là ở Lấp Vò. Thì những ngôi chùa ở trong huyện Lấp Vò thì chị em cũng đến viếng rất là nhiều ngôi chùa ở huyện Lấp Vò rồi. Và bây giờ muốn đến huyện, đến thành phố Cao Lãnh, rồi đến thành phố Hồng Ngự. Thì mình là người dân Đồng Tháp mà các bạn, nên cũng muốn đi tham quan trải nghiệm hành hương để biết được Đồng Tháp quê mình có những ngôi chùa rất là nguy nga hoành tráng, rồi biết được Đồng Tháp mình có những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử nào. Thì điều đó mình thấy là cũng rất là nên khuyến khích các bạn nên đi, quê hương đất nước mình đẹp lắm các bạn ơi. Đi tới đâu mình thấy là
cảnh tình rất là đẹp, sông nước hữu tình luôn. Thì đi theo cái tuyến quốc lộ 30 ven sông Tiền đó các bạn, thì các bạn nhìn thấy có rất là nhiều ngôi chùa luôn, và cảnh rất là đẹp luôn đó. Rồi sau đó sau các bạn các chị tham quan thì thời gian cũng không được nhiều, bởi vì còn đi nhiều điểm nữa. Rồi các chị chụp ảnh lưu niệm một ngôi chùa rất là đẹp ha. Trước sân chùa thì các bạn thấy tượng Phật Quan Âm màu trắng đứng uy nghiêm nổi bật. Rồi phía bên sau là một màu nâu truyền thống, nên các bạn thấy cảnh trí rất là hài hòa luôn, màu sắc rất là phù hợp. Rồi bây giờ chị em bắt đầu chuẩn bị ra xe để tiếp tục cuộc hành trình trong ngày hôm nay. Những tà áo dài trong sân chùa nhìn đẹp quá luôn các bạn ơi. Thì như mình cũng từng chia sẻ, ngày nay thì chị em mình đi chơi, đi du lịch, tham quan, đi chùa thì thường chọn trang phục áo dài truyền thống. Các bạn thấy rất là đẹp ha. Thích lắm. Chị em ngày nay thích mặc áo dài truyền thống lắm các bạn. Nhìn cảnh và người rất là đẹp. Một buổi sáng thật là ấm áp, thật là ý nghĩa, và thật là vui các bạn. Rồi bây giờ lên xe để tiếp tục cuộc hành trình tiếp theo, di chuyển hướng về thành phố Hồng Ngự trên quốc lộ 30. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo của đoàn chúng tôi nha. Các bạn nhớ xem và đăng ký kênh Trần Chương. Chân thành cảm ơn các bạn. Và chị em có những tấm ảnh thật là tuyệt vời, nơi ngôi chùa thật là đẹp. Một buổi sáng thật hoan hỷ và an viên các bạn.